Xin chào các em ạ. Thì tối qua thầy có làm clip hướng dẫn các bạn là cách trình bày catalog trong cái cuốn báo cáo à, cái cuốn đồ in đồ án á, và cái dàn trang in catalog để in gia công hoàn thiện ha. Thì đây clip này ha. Và sáng nay thầy có làm thêm clip hướng dẫn các bạn là cách mở một cái file PDF mà có nhiều trang trong Illustrator ha. Và sau khi thầy làm xong thầy mới phát hiện ra có một xíu cái phần nhầm lẫn một xíu ha. Thầy xin đính chính lại ha. Thứ nhất đó là khi thầy mở cái file khi thầy làm hôm qua thầy xuất ra cái file PDF như thế này thì chưa nhìn thấy hết. Chưa nhìn thấy hết. Nhưng mà sau khi đây là trang mà dàn trang in á, còn cái trang mà theo thứ tự mà chúng ta nhìn thấy á thì nó là thứ tự này ha. Đây là cover nằm bên bên phải. Cái bìa cuối là bên trái ha. Rồi tiếp theo là chúng ta nhìn thấy đây là thứ tự nhìn thấy. Đây là cách trình bày trong cuốn báo cáo à, thứ tự nhìn thấy ha. Và trang 2, trang 3, trang 4, trang 5. Đấy, chúng ta nhìn thấy xuyên suốt như vậy. Đó. Và trang đầu tiên là như thế này, trang bìa ngoài cùng là như thế này. Bìa thì chúng ta bắt đầu từ bìa 1 và bìa 1 bên lề phải. Đó, thì tương tự như vậy thì cái trang tờ giấy thứ hai này thì trang lẻ là nó sẽ nằm bên phải luôn, và bên đây cũng vậy, trang lẻ nó sẽ nằm bên phải luôn ha. Đó, sau khi chúng ta ghép, chúng ta lật qua chúng ta xem thì cái số ra trang trang lẻ này ở hàng trên đó thì nó sẽ nằm bên tay phải, giống như trong bìa vậy á. Thì sáng nay thầy mới làm clip mà thầy view lên thì để thầy kiểm tra lại, thầy làm cái chức năng là sweep mà mở multibay nhiều trang á, thì thấy bắt đầu có nghĩa là khi cái trang một là trong bìa đây, trang cuối cùng đây thì chúng ta in xong chúng ta lật ngược lại, chúng ta ghép qua, đây là trang 2 với trang 11 này, thì chúng ta ghép qua thì cái này ok. Nhưng mà đến đây á, thì tự dưng cái trang này á, thì đây là trang 3 và đây là trang 5, và trang 3 này thì nó giống như bên 1 đây này, một nó bên lề phải thì trang 3 cũng phải nằm bên lề phải đây, và trang 5 này cũng nằm bên lề phải đây mới đúng. Còn hàng dưới đúng hết rồi, hàng dưới thì trang 2 ở trang 4 với trang 6 thì nó nằm bên lề trái là đúng rồi, 2 này 4 này 6 làm lên bên bên lề trái của hàng 2 ha. Đây là trang bên cái mặt chẵn là mặt trong, đây là trang ba trang ba tờ mặt ngoài, đây là ba tờ mặt trong đó, thì trang chẵn nó nằm bên lề trái 2 4 6, cái này là 1 3 5, thì cái thầy bị hai cái này vị trí nhầm nhau thì đổi cho nhau này, hai cái này phải đổi cho nhau mới đúng này. Đó, đây là 1 này, đây là 3, đây là 5, thì cái 3 này phải nằm ở đây, cái 5 nằm ở đây, và chúng ta đổi hai vị trí lại ha. Đó, thì khi thì view lên tổng quát thì mới thấy ha, đây này. Lúc mà view chúng ta làm sao chúng ta sắp xếp lại, và khi mà chúng ta đóng đóng cuốn đóng cái catalog hoàn thiện lại mà nó giống như chúng ta nhìn thấy như thế này là ok ha. Thì còn về file Corel thì thầy chỉ cần sửa một xíu thôi. Đó là cái trang bìa này, tại vì cái cover là cái bìa thì nằm bên lề phải nha, chứ không phải là mình đọc là 1 12, nhưng mà thực sự là khi mà chúng ta trình bày thì nó là 12 1 mới đúng. Đó, tại vì nó đọc thì đọc xuôi, nhưng mà khi mà đặt ấy, thì cái cover nó sẽ nằm bên phải, thì tương tự như vậy thì mình đọc là 3 10, nhưng mà khi mình sắp xếp cái này á thì cái ba này á thì nó sẽ phải nằm bên bên đây đó, cái ba này á là nó sẽ phải nằm bên phải, nó giống như thằng một thằng bìa và ngoài cùng á đó, vậy đó. Qua thì Dương làm xong quên mất tiêu vụ này, cứ để ý làm vội quá không có kịp nhìn á. Đó. Thì chúng ta xem thì coi khi chúng ta ghép mặt này thì cái lệ này nó đúng chưa nha. Đây, cái lệ như thế này thì khi mà chúng ta làm này nó thuộc vô đúng không? Nó thuộc vô bên cái nền này, nó thuộc vô một xíu ha. Nó thuộc vô như thế này. Và tiếp theo là trang cái tờ thứ ba ha, trang gọi tờ thứ ba đi. Cái tờ thứ ba thì mình cũng đổi vị trí cho 5 6 5 với 8, đây đổi vị trí đây. Đây là 3 10 không? Đây là 3 này. Đó. Cái là đọc đọc là 3 10 nhưng mà đọc xuôi đó, nhưng mà khi đặt đó thì 3 phải nằm bên phải, giống như là gọi là 1 12 thì 1 phải nằm bên đây. Đó. Các cái hàng trên đó, cái hàng mà in cái mặt bên ngoài đó, thì chúng ta đặt số lẻ bên lề phải. Đó, thứ 3 với 10 và cái tờ thứ ba, tờ giấy thứ ba 5 8 cũng vậy. Đó, chúng ta cũng chuyển nó qua đây. Đó, chuyển cái này qua lên là xong. Mỗi ngày thôi, cái này thì kiểm tra lại đính chính mỗi ngày thôi. Còn lại thì các bạn cứ xem các clip trước đó thì các bạn chỉ bình thường. Đây là thầy nói thêm về cái dàn trang in ha. Còn các bạn chưa biết làm, đây là mình làm sẵn để mình biết, mình hiểu thêm ha. Còn đi ra chỗ in ở ngoài ấy, thì thường là người ta dàn cho mình luôn. Nhưng mà mình phải xuất ra cái file PDF mà nó
xuyên suốt luôn, nó có nhiều trang luôn ạ. Giống như cái bữa trước thầy có làm mà hôm qua thầy có làm clip mà thầy làm cái clip mà catalog ra rồi, đi này in catalog là xuất ra rồi ha. File ở đây, rồi thì cái file catalog này khi mình bây giờ mở lên như thế này á thì nó có nhiều trang như thế này, thì các bạn ít nhất thì các bạn phải sắp xếp thứ tự như thế này ha, để biết đường ta lấy ở trang 1, trang 2, tại vì trên cái trang này chúng ta không ghi ghi cái số trang ở đây, thì chúng ta sắp xếp đúng thứ tự như thế này á là người ta lấy đúng thôi. Cứ cái trang này thì là một trang người ta lấy vô đó, thì chị thấy quý chị chịu có đính thêm là một xíu, đó là cái phần này ha, cái trang này thì giống như trong bìa đó, cái bìa chúng ta sẽ phải bìa đầu tiên ha, thì nó phải nằm bên lề phải ha, cái trang này như vậy, trang 3 nằm bên lề phải và trang nằm bên đây cũng là bên phải đây đó. Rồi khi mà chúng ta hoàn thiện, chúng ta ghép xong phải hoàn thiện thì nó sẽ thành một cái cuốn giống như cái cuốn báo cáo như thế này, thì chúng ta xem như này ha. Rồi các bạn xem thêm ha, còn nếu như các bạn mà có xem lại cái phần trước á, thì chúng ta xem lại những phần trước đây, thì phần đính chính thôi. Rồi xin chào các bạn ha.